bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Làm thế nào để nhai được 1.000 lần trên một miếng cơm? Tác giả: An Nguyễn Văn. Có rất nhiều bạn hỏi An: làm thế nào để nhai được 200 lần trên một miếng cơm? Mình chỉ nhai được 70 lần đã thành nước rồi. Làm thế nào bạn có thể nhai được 1.000 lần trên một miếng cơm? Hôm nay An viết bài này xin được chia sẻ với các bạn kinh nghiệm của An. Bây giờ là 4 giờ 37 phút sáng, thứ Bảy, ngày 25 tháng 3 năm 17. Và ở Hà Nội trời đang mưa, một cơn mưa mát lành làm không khí buổi sáng trở nên thật dễ chịu và khiến tâm hồn con người nâng, sảng khoái. Chẳng hiểu sao An lại thích mưa đến vậy. Trước kia An cũng như các bạn thôi, thậm chí còn vội vàng, nhanh hơn các bạn với tốc độ ăn mà người ta nói là như lợn. Có lần có cô bạn cấp 2 nói làm An nhớ quá, con bé đó tên là Thêu nha. Đùa thế thôi chớ cảm ơn Thêu nhiều lắm. Cậu sống để ăn hay ăn để sống vậy? Xin thưa, gần như An không nhai mà là nuốt ạ. Chỉ nhai 1 năm lần thôi. Cho đến khi ăn cơm lúc An mới bắt đầu biết nhai là như thế nào và bắt đầu nhai được 30 lần trên miếng cơm. Rồi 120, 150, 200, 500, 800, 1.000, 1.200, 1.800, 2.000, 3.000, lần cao nhất. Hiện tại An nhai khoảng 1.000 đến 2.000 lần trên một miếng cơm. Bạn à, với An, việc nhai là một việc vô cùng thú vị và giờ ăn là giờ An thấy lòng thanh thản nhẹ nhàng. Vừa ngồi nhai, vừa đếm, đầu óc trở lên trong trẻo, tâm trở lên bình an, chỉ ước được nhai mãi thôi. Nhưng mà đâu có nhiều thời gian, 2 giờ trên, một bữa cơm rồi mà. Với nhai kỹ bụng no rất nhanh và lâu, vậy nên là bạn càng nhai kỹ tâm hồn bạn càng rộng mở, càng dễ chịu, những sân hận, khổ đau nó dần chuyển hóa qua hai hàm răng. Khi nhai, An cũng cảm nhận rất rõ những vùng nào trên cơ thể bị đau, nhất là vùng phía sau quả tim, mặt lưng, vị trí của một luân xa. An bắt đầu thực sự chú trọng việc nhai từ khi xem clip một cô ở Bình Dương nhờ nhai một miếng cơm trong 4 mà sau 10 ngày khối u của cô teo lại. Dù cô ăn thực dưỡng đã 7 năm mà chưa khỏi bệnh, như vậy việc nhai có cái thần kỳ mà dùng ngôn từ khó mà diễn tả nổi. An lần lại quyển sách phòng và trị bệnh theo phương pháp thực dưỡng Osawa và đọc lại về việc nhai như sau. Khi nhai nhớ ngậm miệng để khỏi thất thoát khí lực đang tập trung ở miệng, và nhai theo vòng xoắn ốc, qua lại, lên xuống, để thức ăn trộn đều nước miếng. Ông bà xưa cho rằng nhai hở miệng và có tiếng chắc ngoài vấn đề bất lịch sự, còn là dấu hiệu của tướng nghèo hèn. Và An làm theo, An ngậm miệng lại, từ ngày này An bắt đầu nhai được 200 lần đều đặn. Vậy nên bí quyết đầu tiên là ngậm miệng lại nha bạn. An cũng phát hiện ra là mình chưa có đọc sách kỹ và nghiền ngẫm sách gì cả. Cách bạn làm một việc là cách bạn làm mọi việc nha. Kẻ nhai kỹ ắt đọc sách kỹ. Mong các bạn hãy đọc lại sách nhiều lần. Bạn nhai được 200 lần rồi thì nhai 500, 1.000 hay mấy nghìn lần cũng được. Dễ lắm. Khi nhai đã thành nước rồi thì hãy nhai tiếp cái nước đó. Đừng có nuốt cho đến khi nhai đủ mục tiêu đề ra. Nếu An lỡ nuốt rồi, An ngồi nhai không nước bọt cho đủ số lượng. Cứ nhai như thế đi, dần dần bạn sẽ hình thành thói quen, độ nhạy cảm của lưỡi tăng lên. Ngày trước An thấy nhai 200 lần đã thành nước, nhưng bây giờ nhai 1.000 lần, vẫn còn rất nhiều vỏ lức nhỏ vẫn chưa được nghiền nát đâu nhé. Khi bạn nhai đến 1.600, 1.700 lần bạn không còn thấy chút cặn thức ăn nào nữa, tất cả đã trở thành nước. Và An thấy, mình đã quá lãng phí thức ăn, nhai kỹ thức ăn thành nước, việc tiêu hóa trở nên dễ dàng, nên nhớ thức ăn thừa chính là giáp của cơ thể. Bạn nhai không kỹ cơ thể phải vất vả quét dọn thức ăn thừa qua đường tiêu hóa. Và từ khi nhai kỹ 5 ngày hôm nay An không đi đại tiện, có lẽ toàn bộ thức ăn đã được chuyển hóa và không có giáp. An sẽ tiếp tục theo dõi phân trong suốt giai đoạn số 7 mà đã hứa là 3 năm để có thật nhiều cái hay cho các bạn thưởng thức. Điều này nữa nhé, quan trọng vô cùng. An viết lại nhật ký từng ngày và chấm điểm cho từng mục. Trước lần số 7 này An có ăn số 7 4 lần, nhưng không viết nhật ký. Từ khi viết nhật ký An phát hiện ra rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống chứ không chỉ là mỗi việc ăn uống đâu nhé. Cái này để bài sau xin viết cho các bạn nha. Từ khi viết nhật ký An thực hiện đều đặn dần và điểm số tăng dần đến mức đều đặn. Các mục như sau để bạn dễ quan sát. Phân, đi một lần trên ngày, phân chắc, nổi trên mặt nước, màu vàng, cam, đầu tròn, đuôi thon nhọn, nổi trên mặt nước là quân bình tính 1 điểm.
nước tiểu, đi không quá 3 lần trên ngày với nam, 4 lần trên ngày với nữ được 1 điểm. Cảm xúc mỗi ngày, nếu cảm xúc cả ngày xấu, 0 điểm, tốt 1 điểm, rất tốt, 2 điểm. Tắm nước lạnh vào buổi sáng, nếu có tắm được 1 điểm. Nhai 200 lần trở nên được 1 điểm, 1 lần nhai không đạt là không có điểm. Cầu nguyện trước khi nhai được 1 điểm. Ăn số 7 được 1 đi. Ăn đúng giờ 5 giờ, 11 giờ được 1 điểm. Ngủ thức, ngủ lúc 8h00-10 giờ, thức dậy lúc 4 giờ được 1 điểm. Tổng điểm. Lúc đầu An chỉ làm được 3-4 điểm thôi, sau khoảng 1 tháng liên tục mới lên được 7 điểm. Ngoài ra, An còn theo dõi các khía cạnh khác như ham muốn tình dục, ghi chú những điều bất thường xảy ra hàng ngày, mụn xuất hiện, điều may mắn hay xui xẻo, thu nhập. Và phát hiện mọi vấn đề xảy ra đều liên quan chặt chẽ đến việc ăn uống, ngủ nghỉ có đúng giờ giấc hay không, ăn có đủ bữa hay không, ngủ có đủ giấc hay không. Và càng thấm thía hơn những lời thầy Nam Bô Phu dạy, thức ăn là gốc rễ, tất cả các cái khác, sự nghiệp, tình yêu, sức khỏe, tiền bạc, là hoa lá cành, gốc rễ có tốt thì cành lá mới sum xuê. Một điều tối quan trọng nữa, đó là quyết tâm. An đã 25 tuổi, 25 năm ấy, An đã lãng phí quá nhiều thời gian, tiền bạc, đã vùi mình trong game, sex, và nhiều thú hưởng thụ khác. Cuộc sống của An không có được niềm vui sướng, nó không đẹp như một bông hồng hoang dại, mà nó lờ đơ, đờ đẫn nhiều khi như đần độn, ngu si, nếu không thay đổi, biết bao giờ mới hết khổ đau, bao giờ mới vào được nước thiên đàng. Và cuộc hành trình như tiên sinh đã trải qua là một cuộc hành trình vui tươi và hạnh phúc đến lạ kỳ. Nếu bạn đọc sách của tiên sinh, bạn sẽ cảm động mà phát khóc. Một con người từ bi, nhẫn nại, dám làm, sống buông bỏ, không tiền bạc, khiến chúng ta cảm phục. Xin dành riêng một dòng để tạ ơn tiên sinh Osawa, một người thầy cũng là một người cha của An. Nếu bạn đã đọc đến đây, An cũng chân thành khuyên bạn đọc lại cuốn Phòng và Trị Bệnh theo phương pháp thực dưỡng Osawa và làm theo những lời dạy trong sách y hệt, không sai một từ. Bạn chưa làm được vì bạn coi thường sách bạn ơi. Cuốn sách là tích lũy kinh nghiệm cả một đời người mà bạn đọc có một lần, hai lần, bạn làm sao hiểu hết và làm đúng được. Hãy khiêm tốn và biết rằng mình còn kém lắm, mình có quỳ xuống hôn chân các thầy cũng không xứng đâu, họ không thụ động đi hỏi ngay đâu, mà họ làm đã, áp dụng đã, rồi lúc đó bị vướng mới đi hỏi người đã thực hành. Chúc các bạn yêu thương, yêu thực dưỡng nhiều hơn, nhai nhiều hơn, hạnh phúc hơn. Tiên sinh nói ăn một hạt, trả 10.000 hạt, còn ngụ ý rằng một người thực dưỡng với năng lượng trong sáng của họ có thể thay đổi 10.000 người. Bạn hãy là một ngọn lửa cương nghị, mạnh mẽ và mềm mại để lan tỏa tình yêu của người thực dưỡng bạn nhé. Bạn là người thực dưỡng, bạn đã mang trong mình ân phước của nhiều đời, nhiều kiếp tu hành trong nhẫn nại từ bi và thương yêu đấy. Và bạn biết không, nhờ có bạn sẽ có nhiều con người thay đổi, nhiều con người trở nên vui tươi hơn, trong sáng hơn. Nhưng trước hết hãy thay đổi chính mình bạn nhé. Hà Nội, 6 giờ 41 phút, ngày 25 tháng 3 năm 17, mưa vẫn tí tách, nhẹ dần, nhẹ dần. Tổng hợp các clip về nhai kỹ ở link dưới video. Ha ha ha,